Đây là một góc chợ xưa được nhân viên khách sạn Quyền làm tái hiện để bán hàng. Tiền thu được sẽ được góp vào quỹ chung cho việc từ thiện. Chợ này bán đa dạng các mặt hàng từ rau, củ quả, trái cây. Vô này bán sao vậy? 15.000 trái hả? Dễ vậy? Cho đến các cái loại mắt kính nè, rồi đồng hồ nè, dây chuyền, đồ trang sức, nước hoa, bóp cầm tay, quần áo, đa dạng đủ loại, thoải mái lựa chọn luôn. Mất đồng không? Mua cho. Ngoài ra còn có các quầy bán sách, rất là nhiều chủ đề về văn hóa, nghệ thuật và cuộc sống, hay là quầy vẽ tranh nghệ thuật do chính nhân viên khách sạn thực hiện. Ai mua sắm một vòng có khát nước thì có những quầy nước trái cây thơm ngon mát lạnh để mua uống. Đây là một hoạt động thường niên của khách sạn mà người mua kẻ bán đều là nhân viên, nhằm tạo cho họ có một cái hoạt động vui chơi giải trí, tinh thần vui vẻ, nâng cao hiệu suất làm việc và cuối cùng là giúp cho nhân viên đóng góp một phần nào đó cho quỹ từ thiện của công ty, giúp ích cho cộng đồng. Tuy mỗi người tham gia tốn từ vài chục đến vài trăm ca nhưng mà cảm thấy rất là vui vẻ. Các bạn thích chợ giống vậy không nè?